đời sống văn hóa của người Khmer Nùng vẫn là một kho tàng lớn cần được bảo tồn và phát huy. Một nét đặc trưng trong văn hóa của người Khmer Nùng là nghệ thuật múa. Người Khmer Nùng thường sử dụng các đạo cụ trong nghệ thuật múa từ những nguyên liệu tự nhiên như ống tre, ống nứa, hòa quyện cùng tiếng trống, tiếng chiêng. Nghệ thuật múa của người Khmer Nùng còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng cao. Họ cũng nổi tiếng với các lễ hội như lễ hội cầu mùa, lễ cúng thần mẹ lúa, lễ mừng nhà mới để cầu cho mưa thuận gió hòa, người người khỏe mạnh, mùa màng tươi tốt. Người Khmer Nùng sở chủ yếu bằng kinh tế nông dãy, khác với văn minh đối lập của người Thái. Nên câu người Thái ăn theo nước, người Khmer Nùng ăn theo đường.
thiện đời sống vật chất tinh thần đặc sắc, góp phần làm phong phú cho sự đa dạng của bức tranh văn hóa cộng đồng 54 dân tộc anh em. Văn hóa truyền thống của cộng đồng người Dao luôn mang màu sắc đậm và quý hút đối với các vị tài kiêu hãnh. Đồng bào Dao sinh chủ yếu nhờ sản xuất nông nghiệp, dù điều kiện sống còn nhiều khó khăn nhưng người Dao luôn có ý thức cao trong gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc mình, thể hiện qua hệ thống lễ hội cổ truyền, các phong tục tập quán lâu đời được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tiêu biểu cho các nghi lễ là lễ cùng bàn hương, lễ đốt sắc và lễ hội. Thank you.